còn ở hiệp hòa 2. Ở hiệp hòa 2. Ở hiệp hòa 2. What? Để có một cái chữ nhà đang rất là to. To. Tất nhiên 2. Quê, quê. Nó quê nha. Của tớ. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục trường cấp 3 của tớ. Đây sẽ là chuyên mục giới thiệu về các ngôi trường cấp 3 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, là một cấp nhỏ ghi lại những hình ảnh thân quen, nơi mà các bạn luôn tự hào. Và ngày nay thì chúng mình sẽ dẫn các bạn đến ghé thăm trung học phổ thông Tân Yên số 2 và xin giới thiệu với mọi người Ngọc Ánh. Xin chào tất cả mọi người, hãy cùng với tớ và chị Ngọc Bích tham quan trường Tân Yên 2 của chúng mình nhé. Bây giờ thì cùng mình vào trường nhé. Trường trung học phổ thông Tân Yên số 2 tỉnh Bắc Giang có địa chỉ tại thôn Kép Vàng, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên. Trường được thành lập vào ngày 4 tháng 9 năm 1973. Nếu mà em có phép thuật thì em sẽ cho anh nhìn đỉnh ngọn cây. Các mai tại Ánh Dương còn có dịch vụ chụp kỳ yếu siêu hấp dẫn. Những bộ kỳ yếu siêu chất siêu ngầu chỉ từ 189k. Lớp mình muốn chụp kỳ yếu, alo hotline anh chị tư vấn nhé. Và áo lớp là điều không thể thiếu của tuổi học trò đúng không nào? Lớp mình muốn đặt áo, cứ để Ánh Dương lo. Đừng có mắng em nữa. Em khóc rồi nghe đây. Khóc luôn đi. Đứng sang bên này. Khi mà chúng mình vừa đi vào cổng trường và ở phía bên tay phải thì có một cái nhà đa năng rất là xịn sò. Xin giới thiệu với mọi người nhà đa năng của Tân Yên số 2. Căn nhà đa năng thì vừa được khánh thành vào năm 2017. Đây là nơi diễn ra rất nhiều các hoạt động như là thể thao, văn hóa, văn nghệ của nhà trường. Và có một điều đặc biệt khác đó chính là bình thường ở các ngôi trường cấp 3 thì nhà đa năng chúng ta sẽ tự hiểu nó là nhà đa năng đúng không? Còn ở hiệp hòa 2. Ở hiệp hòa 2. Ở hiệp hòa 2. What? Thì có một cái chữ nhà đa năng rất là to. Tất nhiên 2. Quê, quê. Nó quê nha. Bây giờ thì chúng mình sẽ đi luôn xuống phía sân bóng ở đây. Sân bóng rất là ở gần cổng trường. Rất là ở gần cổng trường. Rất gần cổng trường. What the hell? Sân bóng mà cũng là sân bóng trường luôn. Thực ra thì cũng có thể coi là như thế. Nhưng mà nó là như thế mà đúng không? Bởi vì nhiều lúc sân bóng chuyển nó còn đặt ở chỗ nhiều chỗ khác nữa cơ. Cái cột này giờ nó... Cái anh ấy không được cái tích sự gì, tóc thì xấu mà không biết sửa chữa, lỗi lầm. Bây giờ thì xin giới thiệu với mọi người sân bóng chuyển và sân bóng đá tại Tân Yên số 2. Thế thì bình thường hay có những cái hoạt động gì tổ chức ở đây? Hàng năm vào mỗi dịp kỷ niệm các ngày lễ thì có tổ chức các hoạt động như là đánh bóng chuyền hơi, bóng chuyền da giữa học sinh và các giáo viên. Giao lưu giữa thầy cô và giáo viên. Giữa thầy cô và giáo viên. Các thầy cô giáo viên với nhau và có cả các học sinh đánh với nhau nữa giữa các lớp, các khối. Và ở bên kia sân bóng đá thì năm vừa rồi đã tổ chức một sự kiện vô cùng hấp dẫn, đó là bóng đá nữ. Giữa các bóng đá nữ. Chị nữ của lớp 12. Khối 12 đá bóng. Và bên này thì cũng có một câu, đó là luyện tập thể dục bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước. Hy vọng là mình sẽ chăm cho thể dục hơn. Wow, tên chắc. Ngay gần sân bóng thì chính là căng tin của các bạn Tân Yên số 2. Thế thì bọn em hay ăn gì ở đây? Ở trong này thì thường có rất là nhiều bánh mì ngon đấy chị ạ. Bánh mì xôi này, cá viên chiên và một số đồ uống khi mà bọn em khát nữa. Ở trong này thì cũng có bán cả đồ dùng học tập này, những tối nữa cho các bạn. Và đặc biệt là ở phía trước công ty thì anh chị chủ quán đang trang những cái dây này để chuẩn bị trồng cây, một cách để bảo vệ môi trường. Và bây giờ thì cũng là giờ tan tầm của các bạn, nên là các bạn sẽ chạy qua đây. Bây giờ chúng mình sẽ quay trở về phía sân trường để tiếp tục khám phá trường. Địa điểm tiếp theo mà chúng mình giới thiệu với các bạn đó chính là tòa nhà A. Ở đây thì có một câu đó là hiện tại là nguyên khí của quốc gia. Ở đây thì bọn em sẽ là tòa dành cho khối mấy? Đây là tòa nhà dành cho học sinh khối 10 và trở tầng trên cùng. Thì chúng ta có những phòng thực hành tin học, thực hành lý, hóa, sinh. Phòng thực hành và nhà của các bạn khối 10. Ở Tân Yên số 2 thì có một điều đặc biệt, đó là các bạn còn chia. Nghĩa là bây giờ đã kết thúc ca số 1 của bọn em đúng không? Vâng ạ. Và ca 2 là sẽ bắt đầu từ bây giờ đến mấy giờ nhỉ? Ca thứ 2 sẽ bắt đầu từ 4:45 đến 6:45, hoặc có thể muộn hơn tùy theo từng lớp học. Học rất là muộn. Và mùa đông rồi. Đây còn phía bên này thì sao? Đây là tòa nhà cũ nhất ở trường đúng không? Đây là tòa nhà B dành cho khối học sinh lớp 11.
Thực ra thì tòa nhà này cũng không đủ để dành cho học sinh khối 11 hết đâu ạ. Một số học sinh khối 11 từ lớp 11A9 trở đi đến A13 sẽ được học ở tầng thứ nhất của dãy nhà C này ạ. Đây là tòa nhà mới nhất của các bạn học sinh tân niên ha. Vô cùng xịn sò. Ở ngay trong sân trường của tân niên số 2 thì có một cái bản đồ rất là đặc biệt. Và đây chính là tác phẩm của thầy giáo dạy địa đúng không? Thầy dạy địa để chuẩn bị cho cái cuộc thi hát chào cờ của các bạn tân niên số 2. Cái này thì bọn em có đã phải tập luyện chưa? Vâng, chúng em có tập luyện rồi ạ. Và mỗi tuần thì tất nhiên là đều hát quốc ca vào tuần rồi ạ. Và sẽ được tập luyện riêng theo những giờ ra chơi để có thể hoàn thành được tiết mục một cách tốt nhất. Và các bạn có hình lá cờ và hình bản đồ đất nước Việt Nam của chúng ta ở đây. Một ngôi trường mà rất là đầu tư cho cuộc thi hát chào cờ. Đây phía trước chúng mình là một cái sân khấu rất là xịn của tân niên số 2. Chất lượng là danh dự của nhà trường. Đây là cái sân khấu bọn em sẽ tổ chức gì? Đây là nơi mà nhà trường sẽ tổ chức những sự kiện lớn, như là năm ngoái thì có lễ phát động chương trình Hoa Phượng Đỏ và lễ phát động tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Wow, rất là nhớ tên các chương trình. Phía sau chúng mình bây giờ chính là nhà hiệu bộ. Và nhà hiệu bộ ở đây thì nối liền giữa tòa này và tòa này. Nhưng mà cụ thể là có những cái phòng gì ở đây? Ở bên này thì có phòng của thầy hiệu trưởng, thầy hiệu phó. Và bên này thì tầng 1 là văn phòng để các thầy cô giáo họp. Ở bên trên là những phòng tổ, đầu tiên là tổ xã hội, sau đó sẽ đến là tổ hóa sinh, tổ toán. Đặc biệt là ở bên này có rất nhiều ô tô, nhưng mà thầy cô đi về bớt rồi. Và chắc chắn là các thầy cô đấy rất giàu. Chúng tôi sẽ đọc tên xe cho các bạn. Camry. Thầy hiệu trưởng, thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng đấy. Không thể cổ, đi ra đây đi. Sợ lắm. Xin giới thiệu mọi người dàn hoa giấy của tân niên số 2. Nhưng mà giấy, hoa giấy thì chưa lên dàn. Cả một cái vườn hoa này thì đều là ý tưởng và tâm huyết của thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng thì rất hay thường xuyên ra đây nhổ cỏ và có khi cả tưới cây nữa. Dàn hoa giấy này thì mới được trồng từ năm ngoái nên là vẫn còn chưa lên được dàn. Nhưng mà mình tin là sau vài năm nữa thì đây sẽ là một cái khu vực rất là đẹp cho các bạn. Tân niên số 2. Siêu xịn sò, một khu sống ảo. Một khu sống ảo. Đây, cây hoa giấy mà lớp của... Tự dưng quên tên. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Anh ạ. Ngọc Anh. Quê, quê. Đây, vẫn quay đúng không? Xin giới thiệu cây hoa giấy mà lớp Ngọc Anh đã trồng đúng không? Đó. Quá trình chăm sóc thì được các lớp thay phiên nhau quay. Quay. What the hell? Trồng. Trồng. Và tưới. Và ở phía bên này thì là vườn hoa của các bạn. Vườn hồng ngày xưa đã vô tàn. Mày bị điên à? Hiện tại không có bông hoa hồng nào cả. Phía sau chúng mình thì có một cái khu đang xây dựng thì không biết là cụ thể là rồi nó sẽ để làm cái gì. Sân này thì có thể là sẽ dùng vào việc đánh bóng và còn dành cho môn quốc phòng nữa chị ạ. Chắc là sẽ cái khoảng sân để cho các bạn tập luyện khi mà trời mưa hay là nắng thì các bạn có thể tập ở đây. Vâng. Cây bà mùa đông và chúng mình đang rất lạnh. Đằng sau chúng mình chính là nhà vệ sinh của tân niên 2. Và nó rất là xịn. Được đầu tư cả mái che. Mái che. Ừ, hơi đẹp. Đặc biệt là mỗi tầng sẽ có một nhà vệ sinh riêng. Và chỉ trừ khu nhà B là sẽ có một khu riêng ở đây. Rất là xịn sò. Và chúng mình thì cũng sắp phải kết thúc video rồi. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Khám phá một vòng tân niên số 2 thì mình thấy đây là một ngôi trường rất là xịn sò. Thầy cô và các bạn học sinh thì rất là thân thiện. Thế thì bên cạnh việc học tập, bọn em có những câu lạc bộ gì để cho các bạn học sinh hoạt động? Trường của chúng em thì có rất nhiều câu lạc bộ, đó là câu lạc bộ sách và hành động, câu lạc bộ guitar và câu lạc bộ hip hop. Đặc biệt thì câu lạc bộ hip hop đang hoạt động ở bên này đấy ạ. Ở phía sau chúng mình thì các bạn của câu lạc bộ hip hop đang tập luyện và sẽ biểu diễn ở đâu? Cho nhà trường này. Các câu lạc bộ thì sẽ biểu diễn cho các hoạt động của nhà trường và có một số sẽ được dự thi vào những hoạt động của huyện và của tỉnh. Thế thì bản thân Ngọc Ánh đang tham gia câu lạc bộ gì không? Bản thân của em thì em không tham gia câu lạc bộ nào hết ạ. Em không tham gia câu lạc bộ nào hết ạ. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Lại một cô bé không tham gia câu lạc bộ gì cả tại trường của mình. Tôi không hiểu được.
Vậy thì sau gần 3 năm học tập cũng như là trải nghiệm cái môi trường tại Tân Niên số 2 thì Ngọc Ánh cảm thấy như nào? Em cảm thấy là rất là vui khi được học tập tại ngôi trường Tân Niên 2 này. Các thầy cô giáo thì rất là thân thiện và đặc biệt là vô cùng tâm huyết nữa. Các bạn xung quanh thì cũng rất là thân thiết với em và đã để lại cho em những ấn tượng, những kỷ niệm thực sự là không thể phai mờ trong cuộc đời của mình. Và bản thân mình thì một vòng khám phá Tân Niên 2 thì cũng thấy là các thầy cô và các bạn học sinh ở Tân Niên 2 rất là đáng yêu và cũng như là thân thiện nữa. Và video khám phá trung học phổ thông Tân Niên số 2 thì cũng sẽ phải dừng lại ở đây. Và hy vọng là một vòng khám phá của chúng mình đã giúp các bạn hiểu thêm về ngôi trường này. Đặc biệt là cảm ơn Ngọc Ánh đã đồng hành cùng chị ngày hôm nay. Cảm ơn chị và các anh đã đến tham quan ngôi trường Tân Niên 2 của em. Nhớ like và share video để ủng hộ chúng mình và đừng quên đăng ký kênh nhé. Bye bye. Bye bye thật. Cảm ơn mọi người. Quay lại nhé. Là rất là vui. Sao tự dưng mình lại đơ nhỉ? Bye. Nhớ like và share video. Nhớ like và share video để ủng hộ chúng mình. Kệ em ơi. Bây giờ đã là mấy giờ rồi hả anh? Thân mến. 5 giờ. Bây giờ là 5 giờ 6 phút. 5 giờ 6 phút và trời đang rất là lạnh và đặc biệt là rất là cảm ơn Ngọc Ánh đó. Một gái rất là xinh xắn đã giúp đỡ chúng mình khám phá trường đến bây giờ. Ngọc Ánh đang rất rét. Thôi cảm ơn Ngọc Ánh rất nhiều. Đã không có gì ạ. Hãy đợi video lên nhé. Xin chào các bạn Tân Niên số 2. Bye bye.